nhường đất phục vụ việc triển khai các dự án trên địa bàn. Thế nhưng sau 14 năm chuyển về nơi ở mới, các hộ dân ở khu tái định cư thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Sát vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Phản ánh của các phóng viên thời sự. Đây là nguồn nước sử dụng hàng ngày của gia đình chị Lý Thị Thu tại khu tái định cư Tân Hồng. Nhường đất cho việc triển khai dự án đồng bản qua, đến nơi ở mới, chị Thu mới biết khu tái định cư chưa được cung cấp nguồn nước sạch. Để có nước sạch phục vụ sinh hoạt, hơn chục năm nay, chị Thu phải kéo nước từ các mạch mương về sử dụng. Lúc đầu thì nhà nước cũng bảo là kéo cho, nhưng mà không biết làm sao mà chả thấy kéo nước cho thì dân mình thì tự chung nhau mấy nhà đi kéo về, góp tiền để đi kéo xuống về. Đến lúc thì họ lấy đi vào ruộng, vào để làm ruộng thì mình lại không có nước dùng. Nguồn nước tự kéo thì không đủ để sử dụng. Nhiều hộ dân đã chủ động khoan giếng, nhưng nguồn nước khoan cũng lại không đảm bảo chất lượng, chỉ có thể sử dụng để tắm giặt. Nhiều thời điểm, bà con phải tự đi mua nước sạch về dùng. Nước giếng khoan là có mùi, bọn em là không dùng được cho phục vụ ăn. Xong là nước uống thì mình phải đi mua nước RO về uống. Mong muốn nhất là bây giờ là dẫn nước sạch sang để phục vụ cho bà con. Thiếu nước thì cũng diễn ra thường xuyên, thì bây giờ mong muốn bà con, nhân dân ở thôn Tân Hồng là nhà nước kéo nước sạch về để bà con dùng lâu dài. Khu tái định cư thôn Tân Hồng, xã Bản Qua có 43 hộ dân, đều là các hộ di chuyển để nhường đất phục vụ xây dựng nhà máy luyện đồng Bản Qua. Dù đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất với chính quyền, cơ quan chuyên môn, nhưng nước sạch vẫn chưa về tới thôn tái định cư này. Khi thi công khu tái định cư này, mặt bằng tái định cư ấy, thì là có thi công song song đồng bộ cả về điện và hệ thống đường nước ngầm. Và đến bây giờ thì những cái dây dẫn nước thì vẫn còn. Tuy nhiên là để cấp nước cho đến từng hộ dân là chưa có. Tôi rất mong muốn là trong thời gian tới thì khu tái định cư này được quan tâm, đầu tư về hoàn thiện thêm cái đường nước để có ổn định cuộc sống của người dân tại nơi đây. Nghịch lý là khu tái định cư Tân Hồng khát nước sạch đã hơn chục năm nay, dù nằm cách không xa nhà máy nước sạch thuộc chi nhánh nước sạch huyện Bát Sát. Bà con mong muốn khó khăn này được quan tâm giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.